Xuân thì không thể nào không nhắc đến, và quý vị đã từng nghe qua rất nhiều bài hát này trong nhiều năm qua. Một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, xin mời quý vị cùng nghe, đó là nhạc phẩm Xuân Này Còn Không Về. Xin được tặng cho tất cả quý vị cũng như là tất cả quý vị ngồi đây cũng như là Xuân Này Còn Không Về. Xin mời quý vị cùng nghe Xuân Này Còn Không Về. Thưa quý vị,
nhân dịp xuân về. Vừa rồi chúng tôi gửi đến quý vị những bài hát nói về mùa xuân, và xen kẽ trong những chương trình hôm nay chúng tôi có những cái bài hát về tình ca đôi lứa. Trong chương trình ngày hôm nay có một sự kết hợp đặc biệt giữa ba tiếng hát, và còn ba tiếng hát rất là hay, và đây là lần đầu tiên chúng tôi kết hợp với nhau trên sân khấu này. Và hai tiếng hát mà quý vị nghĩ là thường là trong những trang phục rất là sexy và hát những bài hát rất là sôi động, nhưng hôm nay cùng kết hợp với Trịnh Hiến trong một liên khúc nhạc Vương Ba của ca sĩ Châu Kỳ. Xin quý vị cùng nghe Đừng Nói Xa Nhau và Con Đường Xưa Em Đi. Thank you.
Mà hát cái bài hát này nhạc tình như vậy là phải mặc như vậy cho nó mới ra đúng không quý vị?
Một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Phượng, cảm ơn Thầy đi đã. Rồi cảm ơn Thầy. Rồi giờ các mình vô thay quần áo được rồi.